để không nghe thấy gì đâu nhá. Phát trực tiếp rồi đấy. Đừng có nói là vụ này lại không nghe thấy gì đâu nhá. Rồi. Nghe thấy chưa? Điên nhở. Trời, cái máy này chắc muốn ngỗ nó luôn. Alo, alo, mọi người ơi, mọi người nghe thấy em hót gì không? Các bác ơi, các bác có nghe thấy em hót gì không các bác? Các bác ơi, các bác nghe thấy em hót gì chưa? Ok, ok, ok. Còn chị nào nghe thấy em hót nữa thì các chị comment lên đây dùm em với ạ. Các chị có nghe thấy em hót gì không? Sao trưa hôm nay em hót mà này máy không hiểu cái máy nó làm sao luôn nhỉ? Nó cứ loạc loài làm sao luôn ấy. Rồi ok, 22 chị đang xem cho em xem ý kiến cho nào. Các chị nghe thấy em hót chưa ạ? Để em biết em lên món cho các chị nào. Nghe thấy em hót gì chưa? Hả? Chứ gì? Hiện chia sẻ xong phải hiện người chia sẻ chứ. Dạo này hot kiểu nhìn, hot kiểu nhìn hình đoán tiếng á. Sao lại nhìn hình đoán tiếng? Không khớp à? Khẩu hình có khớp không? Khẩu hình có khớp không các bác ơi? Sao lại nhìn hình đoán tiếng được? Khớp không, khớp không. Tóc tai mùa hè rồi chả biết buộc kiểu gì luôn các bác ạ. Rồi lên chương trình của trưa ngày hôm nay nhá. Tất cả các chị yêu của chúng ta là chia sẻ cái live stream đây. Chia sẻ cái live stream này lên cho em nhá. Ờ, có khớp là được rồi. Tưởng là không khớp cơ. Rồi khớp rồi là ok rồi nhá. Rồi các bác ơi, chia sẻ cái live stream này lên cho em nhá. Trời ơi, 10.000 đồng 4 bộ. 4 bộ này tặng cái chị 10.000 một bộ. Lên cho em. Bé gái nhá, 14 15 cân. Lên cho em mã này đó là 10k kèm cân. Ok chưa ạ? Những mã này mã em tặng cho các chị luôn. Rồi 10k kèm cân cho em. Đây. 10k kèm cân cho em à. Các bác giúp em một lượt chia sẻ về trang cá nhân để chế độ công khai cho em 5 lần lên trang hội mở cho em à thì ok lên đơn thành công các chị nhá. 14 15 cân cho em này. Rồi này. Con này lên cho em 14 15 cân này. 10.000 đồng cho em là cái chị này. Rồi đây. 14 15 cân này. 14 15 cân cho em Hà này. 10.000 đồng tiếp cho em này. Trời ơi. Toàn 14 15 cân thôi các chị ơi. 4 bộ cho em. 4 bộ cho em nhá, 14 15 cân. 4 bộ cho em à. 14 15 16 cân. Đây có bộ này cho tầm 16 cân mặc được. 14 15 với 16 cân cho em ok chưa ạ? Lên mã này cho em à, đó là 10k kèm cân các chị nhá, 10.000 đồng thôi ạ. Có lượt chia sẻ giúp em. Mỗi bác chia sẻ cho em một lần về trang cá nhân để chế độ công khai cho em 5 lần lên trang hội mở cho em Hà nhá. Lên con này cho em đó là 10k kèm cân các chị ơi, 10k kèm cân giúp em ok chưa ạ? 10k kèm cân giùm nhé em. Đấy, còn có 4 bộ rồi em ơi. Đọc chốt ai thì chốt đi. Còn có 4 bộ thôi. Em chốt bộ 10k chị Yên Tiến, chị Vân Hải, chị Lê Hường, chị Bảo Châu Đô La. Rồi. Rồi lên tiếp con này cho em. Đây này. Con này là hôm qua có chị chốt rồi đây này. Nhưng mà khổ quá, có mỗi một sản phẩm không đi đơn được này. 12 cân, 13 cân. Rồi. 12 13 cân cho em xét yếm này. Tặng các chị với giá ngày hôm nay 15.000. 12 13 cân các chị nhá, 12 13 cân cho em này, lên con này cho em yếm này 15k. Còn hai set cuối cùng thôi. Em tặng hết các chị nhá, lên mã này cho em là 15k kèm cân. 15.000 đồng các chị ạ. Đấy. 12 13 10 12 với 13 cân cho em còn hai set cuối cùng. Tặng các chị với giá là 15k cho em. Lên mã này cho em à, đó là 15k kèm cân nha các chị ơi, 15k kèm cân giúp em. 12 13 cân nhá, em còn hai set thôi, 12 13 cân. Mình áo con mặc vừa mình chốt nha, 15k cho em à, ok chưa ạ? Thế gì?
Đấy, 12 13 cân cho em, 15k cho em được chưa ạ? Còn hai bộ này cho em này. Bộ chai lẻ đâu hết rồi Quỳnh? Bộ chai lẻ không có bộ chai lẻ bé nào à? Đấy. 15k kèm cân giúp em. Chai lẻ bé cái hàng ấy cơ, cái hàng đấy nó làm gì trời đất ơi má ơi. Đây đây đây. Cái dưới tay mày đi. Không ơ, không còn cái nào lẻ con chai lẻ bé hơn nữa. À. Rồi lên tiếp cho em. Bộ gái này cho em này. Toàn hàng 140, 150 thôi. Lên bộ đại này cho em ngày hôm nay 140 này, tặng các chị bộ này 65.000. 140 nhá, em tặng luôn 65.000. Đấy. 140 này lên 65k cho em, lên con này cho em hà 65k kèm cân. 33 ăn 35 cân. 33 cân đến 35 cân cho em này, 140 này, tặng các bác 65.000 luôn. Nên mã này cho em đó là 65k kèm cân. Các chị ơi có lượt chia sẻ nhá, nhưng cái mã này em tặng thôi, có lượt chia sẻ giúp em. Còn bộ này cho từ 35 cân đến tầm 37 cân. 35 cân đến 37 cân cho em này, 65.000 đồng. Nên mã này cho em là 65k kèm cân các chị nhá, 65k kèm cân giúp em. 33 cân đến 35 cân. Em có hai bộ này. 33 đến 35 cân cho em này. 33 cân đến 35 cân này ok chưa ạ? 35 cân đến 36 cân. Đấy, 33 đến 35, 35 36. 65.000 cho em, có lượt chia sẻ giúp em ok chưa các chị ơi? Đấy. Em chốt bộ 65.000 cho chị ơi, đưa, lên lên. Đưa con này lên đây phải đưa mũ đây chị chứ Quỳnh. Em chốt bộ 15.000 cho chị Vân Hải. Rồi lên tiếp bộ ba lỗ này tặng các chị luôn này. Đây bộ ba lỗ chai này cho em đi. Ô giọng em làm sao hôm nay nó đặc sệt thế nhỉ các bác nhỉ? Cái giọng em không hiểu luôn, nay làm sao đặc sệt thế nhỉ? Lên bộ này cho em này, nhà em bán là 80.000 một bộ. Hôm nay em tặng các chị bộ này với giá đó là 65.000 đồng hai bộ cho em. Tặng mã này đầu like cho những chị nào có lượt chia sẻ giúp em nào ok chưa? Rồi, đẹp lắm rồi, em cảm ơn chị nhá. Mã này nhà em bán 80.000 một bộ, hôm nay em tặng các chị là 65.000 đồng hai bộ cho em được chưa? 65.000 đồng hai bộ. Mã này em chỉ tặng cho những chị nào có gắn danh hiệu người chia sẻ thôi. Nên mã này cho em đó là tặng 1. Tặng 1 kèm cân kèm số điện thoại cho em à. Tặng 1 kèm cân kèm số điện thoại cho em. Con này từ 8 9 cân. Em sẽ tặng các chị hai bộ hai màu khác nhau. Bộ này sai mày ghi đâu Quỳnh? Bộ này không có ghi sai đây à? Không có. Đến 17 cân. 9 cân đến 17 cân cho em à, bộ này có size con trai mặc vừa, nhà em bán 80.000 bộ. Hôm nay tặng cho những chị nào có lượt chia sẻ giúp em 65.000 hai bộ. Rồi cảm ơn Nguyễn Huyền nhá. Đấy, 65.000 hai bộ lên mã này cho em à, đó là tặng 1 kèm cân. Tặng 1 kèm cân cho dùm nhà em. Tặng các chị làm quà con này hai bộ thôi. 65.000 đồng hai bộ quần áo này cho em, không đi đâu mua đâu các chị ạ. Mã này em tặng nhá. Mã này chị nào phải có gắn danh hiệu người chia sẻ nhé, em mới bấm đơn mã này này. 80.000 một bộ, hôm nay tặng các chị 65.000 hai bộ. Nên mã này cho em là đó là tặng 1 kèm cân kèm số loại cho em. Con trai cho các chị từ 9 cân đến 17 cân này. 9 cân đến 17 cân cho em à, có sai. Nên đúng mã cho em đó là tặng 1 kèm cân kèm số loại dùng cho em ok chưa? Đấy. Tặng cho các chị thôi. Đến 17 cân quay về cho em à được chưa? Rồi lên bộ nam này cho em đi, em còn 1 bộ này, 2 bộ này, 3 bộ này, 4 bộ này, 5 bộ này, 6 bộ này, 7 bộ này. Còn 7 bộ bé trai này hôm nay em tặng các chị bộ này với giá nó là 58.000. 58.000 một bộ. Bộ này 120 này tặng các chị 58.000 này. 22 một em cho chị Ly Sang Nguyễn, chị lên số điện thoại giúp em ạ. 21 cân này. 20 cân đến 23 cân này. Này thắt họng kinh khủng luôn. 20 cân đến 24 cân cho em hà này. 20 cân đến 24 cân các chị ơi. 17 cân đến 24 cân cho em bộ này. Ngày hôm nay không chọn màu giúp em nhá các chị nhá. 17 cân. Đấy. 17 cân đến 24 cân bộ này cho em. Ngày hôm nay xin phép không chọn màu giúp em. 120 một bộ, hôm nay tặng các chị bộ này 58.000. Lên mã này cho em hả, đó là tặng 2 kèm cân. Tặng 2 kèm cân thôi nhá. Bộ này chất cốt tông cho em. Bộ này bộ cất cốt tông cho em. Hôm nay không chọn màu các chị nhá. Hôm nay không chọn màu dùm nhà em này. Đấy. Em còn mấy bộ đây thôi, tặng các chị với giá 58.000 hết cho em. Rồi lên mã này cho em hả, đó là tặng 2. Tặng 2 kèm cân kèm số điện thoại cho em. Tặng 2 kèm cân kèm số điện thoại này mọi người ơi. Các bác ơi nhớ nha, săn lên 2 món để đi đơn dùm nhà em. Chứ một món nhà em không đi đơn đâu ạ. Ok chưa ạ? Đấy. 17 cân đến 24 cân cho em. Bộ này có size này các chị này. Em có 6 bộ ở đây nhá. Tặng hết các chị 58.000. Lên con này tặng 2 kèm cân giúp nhà em. Đấy. Còn tinh dầu Vũ Quyên ơi, còn tinh dầu nhá. Em bảo thằng Long nhà chị cho chị cái lọ tinh dầu ở trên nhà không đây? Ở trong. Trong à? Rồi còn tinh dầu, tí lên tinh dầu cho. Rồi ok, lên ba đấy cho em đó là tặng 2. 17 cân đến 20 3 cân có size mặc vừa cho em. 23 24 cân có size mặc vừa các chị nhá. Đấy lên chị có để con đấy.
Còn mã này ngày hôm nay em cũng tặng hết này. Mã này ngày hôm nay vét kho các chị nhá. Em chốt mã tặng 2 chị Lặng Nhìn Cuộc Sống. Em chốt mã tặng 1 cho chị Nguyễn Thanh Huyền, chị Nhiên Kiên, chị Trang Trình để ý điện thoại giúp em ạ. Bên em gọi điện mình 2 ngày không được ạ. Chị Hiền Mino, chị Lê Hường ạ. Đấy, bác nào để ý điện thoại giùm nhà em. Mã này thì thực sự ngày hôm nay em tặng các chị với giá 55.000 đồng. Tặng 1 em có được không? Thanh Huyền, chị hỏi tặng 1 em có được không kìa. Tặng 1 em được nhá Thanh Huyền nhá. Rồi, con này nên tặng các chị 55.000. 55.000 một bộ quần áo và một cái mũ này cho em các chị ơi. Ok chưa nào? 55.000 một bộ quần áo và một cái mũ cho em. Bộ này còn size 9 cân 10 cân hả Quỳnh? 8 cân. 8 cân đến 10 cân. 8 cân đến 10 cân, có một bộ 11 12 cân. Đấy. Sao đơn chưa qua thấy gọi vậy? Nhiên Kiên ơi, chị vừa xả của em luôn đây này. Em có một sản phẩm nhưng gọi em không nghe máy. Chị vừa xả của em ra xong này, có tên của em Nhiên Kiên đây luôn này. Đây này. Đây này. Trời ơi bà ơi. Gọi bà có nghe máy đâu. Đấy, vừa xả của bà xong ấy. Rồi ok. Lên con này cho em, ngày hôm nay đó là tặng 3. Tặng 3 em tặng các chị 55.000 đồng cho mọi người nhá. 55.000 đồng ok chưa nào? Tặng 3 chị vừa phải xả của em ra đấy. Rồi lên con này tặng 3 này các chị này. 8 cân đến 10 cân còn một bộ duy nhất cho 11 12 cân cho em à. Đi kèm cả cái mũ này cho em, ngày nay tặng các chị 55.000. Mã này em tặng thôi các chị nhá, 55.000 em à, chưa nhập được vào cái set đâu các chị ơi. 55.000 thật sự các chị luôn, em chưa nhập được vào set này đâu đấy ạ. 55.000 đồng cho em được chưa ạ? Trời ơi bà ơi, đơn bà 2 ngày hôm trước không nghe máy, nhà tôi hủy đơn rồi bà nhá. Các bà cứ đặt xong các bà không chịu nghe điện thoại thì làm sao mà chốt đơn được. Rồi này, lên con này cho em này. Con váy này kèm theo cái mũ cói nữa. Bỏ cái mũ ra đây. Ok chưa nào? Lên con váy này cho em đi. Ngày hôm nay các bác mua con váy cho em với giá đó là 60.000. 60.000 và một váy và một mũ cho em. Em còn vài con đây đây mọi người nhá. Đấy, còn vài con ở đây thôi. 60.000 cho em này, còn 4 con cuối cùng. 11, 12 cân này. 11, 12 cân này. 11, 12, 13 cân này. Rồi này. Nên mã này cho em này. 11, 12, 13 cân. Đến 15 cân cho em. Rồi. Đến 17 cân các chị nhá. Đến 16, 17 cân cho em. Đến 16, 17 cân cho em này. Tặng kèm cả cái mũ này đi kèm. Ok chưa? Cả cái mũ đi kèm luôn cho em này rồi. Lên cho váy này cho em 60k. Tặng 4. Tặng 4, 60.000 một cái váy cho em à. Tặng 4 các chị ơi, tặng 4 60.000 một váy cho em. Hôm nay em sẽ lên xả quần nẻ cho các chị này. Trời ơi, quần nẻ không còn những cái mã nào đấy à. Xả quần nẻ size cho mọi người hết ngày hôm nay này. Ai có mặc vừa thì chốt này các chị này. Quần nhà em nó lẻ size nó nhiều quá, cái quần thô con trai màu trắng với màu nâu với màu be. Chúng mày bỏ ra like được một ngày không? Chúng mày không bỏ ra hộ tao vậy. Đây. Xả hết con quần này ngày hôm nay 100.000 đồng, 160 này xả 100.000 đến giờ này thì không còn lãi lời gì mọi người nhá. Ô giọng hôm nay em, hôm nay họng em nay chỉ muốn ốm luôn rồi các bác. Lên mã này cho em đó là tặng mấy ơi? Tặng 5. Tặng 5 lên cân giúp em, 100.000 một quần bò giấy này cho em. Tặng 5. 25 26 cân. Tặng 5 25 26 cân cho em này. Rồi, tặng 5. 23, 24, 25 cân cho em này. Quần bò giấy con gái các chị nhá. Rồi này. 24, 25 cân cho em này. 23, 24, 25 cân cho em này. Tặng 5 này. 20, 21, 22 cân cho em này. Tặng 5, 100k này. Quần con gái các bác nhá. Rồi. 23 cân đến 24, 25 cân cho em này. Lên tặng 5 cho em này. Đấy. Quần con gái tặng 5 cho em này. Đấy. Có cái size đấy thôi mọi người ơi. Rồi 100.000. Rồi con này 18 19 cân cho em. Con này anh tặng 5 100.000 này. 18 19 cân cho em này, tặng 5 này cũng 100.000 cho em này. Đấy, 100.000 cho em tặng 5 các chị nhá, tặng 5 cho em. Còn lên mã trai này. Mã trai lên cho em từ 8 cân đến 20 cân này. 8 cân đến 20 cân cho em này. Đấy. 8 cân đến 20 cân cho em, quần thô mềm co giãn này. Được chưa nào? Tặng con quần này mọi người ngày hôm nay với giá đó là 50.000 đồng. Mã tặng 5 em chốt cho chị Phương Mập ạ. 50.000 đồng lên mã này cho em tặng 6. Tặng 6 là quần con trai cho em mọi người nhá. Tặng 6 là quần con trai cho em. Size cho con các chị là từ 8 cân đến 20 cân. Có size mặc vừa cho em con trai này. Rồi quần thô mềm co giãn cho em à. Được chưa, nói chung là rất là đẹp.
Rồi xả kho thanh lý 50.000 một quần. Nên mã này cho em đó là tặng 6. Tặng 6 kèm cân kèm số điện thoại cho em thanh lý xả kho 50.000 một quần. Con này làm gì còn 3 con mà vẫn ghi sai 3 con đây vậy? Thế con nọ chốt rồi hết rồi đấy. Thế nọ cái link nó chốt kiểu gì? Nó không nhặt cho khách à? Hôm nọ cũng báo còn 3 con, hôm nay cũng báo còn 3 con. 25, 28, 30. 25, 28 và 30 cho em này. Quần u mì bé trai này. Xả con quần này ngày hôm nay với giá đó là 90.000. Nên mã này cho em là tặng 7. Tặng 7 quần u mì bé trai xả 90.000. Nên tặng 7 cho em này. Đấy, mẹ nào con mặc vừa chốt. Quần thô Quảng Châu 16 cân đến 22 cân, 3 màu à? Quần thô Quảng Châu này, hàng cao cấp này. 16 cân đến 22 cân cho em này. Đấy, 3 màu cho em. Ngày hôm nay các bác không chọn màu giùm em các chị nhá. Đây, rồi. Xả hết con quần này ngày hôm nay với cho các bác chị với giá đó là 92.000 đồng cho em. Nên mã này cho em đó là tặng mấy? Tặng 8. Tặng 892.000. Tặng 892.000 cho em ok ạ. À, tặng 892.000 đồng. Đấy. Nó toàn các bạn ơi, toàn giá một lửa thôi các bạn. Toàn giá một lửa thôi. Đây, tinh dầu đây. Tinh dầu nhá. Đây. Lên con tinh dầu này cho em. Được chưa ạ? Đây là con tinh dầu này răng miệng các chị ạ. Chị nhiệt miệng, chị sâu răng, chị nhiệt miệng, chị sâu răng, chị hôi miệng cho em. Nói chung rất là phê con này. Nó là tinh dầu hương nhu 100% thiên nhiên hết. Tinh dầu bạc hà, tinh dầu xạ hương, tinh dầu trầu không, với lại tinh dầu quế cho em. Đấy, con này các chị dùng vệ sinh tăng lượng hàng ngày cho em, dùng đánh răng hàng ngày cho em. Đấy, con chị nào mà chị bị sâu răng thì mua con này về chị sâu răng cho em. Còn bác nào mà con chưa bị sâu răng thì mua con này về chị hôi miệng cho con, không bao giờ sâu răng nữa luôn. Đấy, con này cả nhà em dùng rồi rất là ok cho em và tuyệt vời 100% là thiên nhiên hết các chị nhá. Đánh răng hàng ngày chúng ta chỉ cần đánh sáng và tối thôi. Nhỏ cho em một cái giọt bé này thôi, bởi vì cái con tinh dầu nó rất là đậm đặc các chị ạ, rất đậm đặc cho em. Giọ một giọt bé này thôi vào cái bàn chải đánh răng của mình và chải nhẹ cho em trong vòng 2 đến 3 phút cho em, được chưa ạ? Đấy, trong vòng 2 đến 3 phút cho em nên mã tinh dầu này cho em. Ở trong đây này nó có logo, có mã vạch này, có nhà máy sản xuất này, có đầy đủ này, được Bộ Y tế của nhà nước chúng ta cấp phép và công nhận các chị nhá. 150.000 một lọ tinh dầu này cho em và các bác được tặng kèm theo một hộp khẩu trang này cho em các chị nhá. 150.000 một lọ tinh dầu này cho em, răng miệng này cho em. Đấy. Và tặng theo các bác là một hộp khẩu trang này cho em đi kèm. Rồi chị nào lấy tinh dầu lên tinh dầu và số điện thoại cho em. Con này cả nhà em dùng luôn các chị nhá. Con này tại vì sao mà em tìm đến con này? Bởi vì con em nó rất là miệng, rất là hôi. Đấy. Và các chị dùng con này hàng ngày cho em, răng các chị sẽ trắng ra, không còn bựa răng, không còn mảm bám ở răng. Khi mà cái cổ chân răng của chúng ta này, nó sinh ra những cái mảm bám mà hàng ngày chúng ta vệ sinh không sạch đấy các chị ạ. Nó mới làm chúng ta nó bị hỏng cái cổ chân răng của chúng ta. Nên chúng ta mới bị viêm lợi các chị ạ, mới bị viêm lợi, mới bị sưng nhíu tất cả các thứ đấy các chị ơi. Đấy, nên là khi dùng con này đấy, các chị cứ dùng đi để mà cảm nhận, em dùng rồi. Đấy, răng em trắng ra đàng hoàng luôn các chị nhá, răng em trắng ra đàng hoàng luôn và không còn bựa răng, cảm giác the mát ở trong miệng luôn các chị ạ. Và khi các chị đánh răng xong con này, nếu như các bé mà, bởi vì trong con này nó có bạc hà với này nó có quế, nên là nó sẽ có cái cảm giác là the mát. Nhưng nhiều bé mà nó gọi là cay ấy, nó không chịu được ấy, thì thực ra nó không cay, nhưng con em đánh thì không cay. Đấy, nhưng mà nhiều bé nó không chịu được thì các chị hòa cho em một giọt tinh dầu này nhỏ thôi và hòa cho em 20ml nước. Sau đấy con các chị đánh răng xong mới kèm đánh răng bình thường rồi, các chị cho cháu xúc miệng cái con này cho em. Đấy, để khử khuẩn khoang miệng các chị nhá. Trầu không là các chị biết đấy, đặc tính của nó là khử khuẩn, kháng khuẩn, kháng viêm cực kỳ tốt cho em, được chưa ạ? Tất cả những con này là người ta là chiết xuất tất cả này. Đây này, từ tinh dầu thiên nhiên hết cho em các chị nhá, dùng cực kỳ sướng cho em, cả nhà em dùng rồi. Đấy, lên mã này cho em. Các cụ từ một các con từ 1 tuổi cho đến các cụ già 70-80 tuổi, 90 tuổi cho em, miễn là muốn vệ sinh răng miệng các chị cho các cô mọi người dùng con này. Mẹ nào mà có chồng hút thuốc, hôi miệng đấy, các chị cho các anh ấy đánh cái con này cho em hàng ngày để chị hôi miệng này. Và khi các chị ơi, khi mình đánh răng ấy, mình hay bỏ qua cái lưỡi của mình đúng không các chị? Mình hay bỏ qua cái lưỡi của mình. Khi mà các chị đánh răng với con này xong rồi đấy, các chị hãy lấy cái bàn chải chúng ta và đánh nhẹ 2 đến 3 lần ở trên lưỡi, đánh xuống cho em. Bởi vì cái chỗ lưỡi của chúng ta như này nè, các chị nhớ, đấy, nó cũng sẽ là vi khuẩn ở đây rất là nhiều các chị nhá, vi khuẩn đấy rất là nhiều đấy, không phải là ít đâu. Khi chúng ta đánh răng mà chúng ta không vệ sinh cái vùng lưỡi đấy, các chị vẫn cảm giác nó chưa phải là sạch sẽ đâu. Các chị đánh xong con này, các chị lấy cái bàn chải, các chị đánh nhẹ cho em 2 đến 3 lần, lưỡi chà nhẹ xuống. Ôi trời ơi, đánh xong thật sự các chị luôn à, sướng dã man luôn, cảm giác cái mồm, cái miệng mình, cái khoang miệng của mình nó sạch rất là nhiều lần cho em.
Đấy, lên tinh dầu cho em được chưa? Đấy, lên răng miệng cho em nhá. Đấy, lên tinh dầu hoặc là răng miệng cho em đều được. Ok chưa? Đấy. Cả nhà em, hai vợ chồng, hai đứa con dùng một lọ này hết 2 tháng hết một lọ này cho em. Đấy. Và con em chơi con này xong là không còn hôi miệng nữa. Đấy, em nói chân tính cho chị một câu là thế. Sản phẩm này nó rất là tốt và rất là hữu hiệu cho tất cả chúng ta. Trong mùa dịch này chúng ta sát khuẩn vòm họng cũng cực kỳ là tốt các chị nhá. Mình đi ở ngoài về mình đánh răng xong, đấy mình muốn khử khuẩn này, mình muốn vệ sinh răng miệng cho mình thật sạch sẽ, bởi vì khoang miệng này, cái khoang miệng nó hơi bị bẩn luôn các chị ạ, nó không hề sạch sẽ. Nó đâu các chị ơi, đấy cái thứ gì chúng ta ăn hàng ngày, xong rồi chúng ta ăn cả ngày nó bám ở trong cái khoang miệng chúng ta đây này các chị này, nó sinh ra vi khuẩn nọ vi khuẩn kia này. Nhưng khi các chị mà rụt dựng con này buổi tối cho em, vệ sinh trước khi đi ngủ đấy, sáng ngày ra các chị sẽ không còn cái cảm giác như bình thường là cái miệng đắng này, cái lớp bọt của chúng ta nó quá hôi, là cái miệng chúng ta nó quá hôi đấy các chị nhá. Sáng ngày ra nó gần như là không còn hôi miệng nhiều như bình thường nữa các chị ạ. Nó giảm rất là nhiều cho em cái con này. Đấy nên là chị nào mà con sâu răng thì mua ngay về cho bé dùng. Chúng ta sẽ không bị viêm chân răng này, cũng không bị viêm lợi, viêm niếc các thứ các tất cả nữa các chị ạ. Đấy. Cực kỳ là tốt cho em dòng này các chị nhá, lên răng miệng cho em. Về mà dùng cho cả nhà các chị ạ. Còn chị nào mà lo về vấn đề là hàng kém chất lượng hay hàng gì thì hàng này em đảm bảo nguồn gốc xuất xứ cho các chị luôn. Các chị về trích cái mã vạch của nó lên cho em. Đây này, lên Google hay là lên mạng, lên website các thứ search ra này, những cái địa chỉ này là công ty gì này. Các chị ơi, cái công ty này của người ta nó tận 370 tỷ cơ các chị ạ. Chứ không phải cái công ty của người ta là gia công vớ vẩn đâu các chị ơi. Cái công ty nó tận 370 tỷ cơ. Trẻ sơ sinh từ 6 tháng trở ra, các mẹ giúp em hòa một giọt tinh dầu này vào với lại nước, xong rồi các mẹ cho vào vệ sinh khoang miệng cho con các chị nhá. 6 tháng tuổi trở ra dùng được cho em Hà rồi, nhưng mà với cái liều lượng của nó ít thôi các chị nhớ là cho ít, bởi vì cái này đấy, tinh dầu của nó rất là đậm đặc các chị nhá. Tinh dầu của nó rất là đậm đặc cho em nên là cho một nhọt giỏ thôi. Và vệ sinh cái khoang miệng cho con mình như là đánh tưa lưỡi này các chị ạ. Đánh tưa lưỡi này, hoặc là các bé bú xong nên nó có sữa rồi kiểu gì nó cũng sinh ra vi khuẩn các chị ạ. Vệ sinh khoang miệng cho con được ok, nhưng mà nhớ là phải hòa ít thôi các chị nhá. Đấy, còn trẻ 1 tuổi trở lên thì nó dùng thoải mái hơn cho em. Con này thì ví dụ như là nói chung mình cho con mình dùng làm sao mà để hạn chế các cháu luốt vào trong họng nữa các chị nhá. Bởi vì như người lớn chúng ta này thì con này người ta còn khuyến cáo chúng ta là hòa ra xong rồi xúc tận sâu với họng này các chị ạ. Xúc tận sâu họng chúng ta là như em này, em xúc tận sâu họng xong rồi nhổ ra nhớ các chị nhá. Đấy, rất là ok. Bà bầu dùng được, cho con bú dùng được các chị nhá. Con này nó hoàn toàn là thiên nhiên, nó không ảnh hưởng gì luôn. Còn lo về hàng nhái hàng giả các chị cứ lên đây, có địa chỉ trong đây này. Các chị search cho em nhá. Cái nhà máy này nó cao cấp lắm, nó tận 370 tỷ cái nhà máy này cơ các chị ạ. Chứ không phải nhà máy vớ vẩn đâu. Đấy. Và đây này, nó còn có cả những cái dòng này này các chị, nó còn có cả đát cho em đàng hoàng, ngày sản xuất. Ok chưa? Mã sản xuất, hạn sử dụng tất cả đầy đủ trong đây. Rồi nó số, nó có cả cái số của Bộ Y tế của nhà nước chúng ta cung cấp này các chị này. Đấy. Trời ơi, thật sự các chị luôn, dân Việt Nam của chúng ta bao nhiêu tiền bao nhiêu ạ? Em nói thật với chị ạ, 100% dân số của Việt Nam chúng ta đều là mắc bệnh về răng miệng hết các chị ạ, mắc bệnh về răng miệng hết. 100% dân số Việt Nam luôn chứ không phải ít. Không có ai tên là không bị mắc bệnh về những cái vấn đề răng miệng cả. Không hôi miệng thì sâu răng. Đấy, sâu răng rồi thì là viêm chân răng rất là nhiều kiểu. Nhưng mà thật sự chị luôn, mua con này về cho cả nhà mà dùng. Em nói chân tình luôn ấy, 150.000. 150.000 con này dùng được 2 tháng cho em. Đấy, và các chị được tặng thêm còn một bộ hộp khẩu trang này cho em trong mùa dịch, làm quà đi kèm. Đấy, lên răng miệng kèm số điện thoại dùm nhà em. Trời ơi, mua về mà tự cảm nhận các chị ạ. Đấy. Đấy, các bác, mình hãy phòng chống cho con mình, vì kể cả với mình chưa bị sâu răng, chưa bị vấn đề về răng miệng quá thì hãy dùng con này để đảm bảo là mình sẽ không phải đến gặp nha sĩ các chị ạ. Đấy. Bởi vì là khi mà để đến mức độ mà cái khoang miệng của mình nó quá nhiều vi khuẩn, nó gây ra sâu răng, gây ra viêm níu tất cả loại kia, là chúng ta sẽ phải đến gặp nha sĩ, gặp bác sĩ các chị ơi. Đấy. Là cái tiền đấy còn quá tội cái tiền mà chúng ta mua vệ sinh hàng ngày như thế này các chị này. Đấy. Đấy là mà lại còn đau đớn nữa chứ. Đau răng thì khổ lắm luôn. Em đau răng em biết rồi. Như cứ muốn giết người luôn đấy các chị ạ. Nếu mà đau răng thì như muốn giết người luôn. Em chốt tinh dầu chị Don Don 2 lọ, chị Vũ Quyên, chị Trang Trình ạ. Rồi lên con này cho em 7 cân đến 12 7 cân đến 12 cân. Con em Hà không review giới thiệu những sản phẩm vớ vẩn đâu các chị ạ. Nó phải có thương hiệu như thế nào, và em phải là người trải nghiệm như thế nào, nhà em dùng như thế nào em mới giới thiệu các chị thôi. Chứ không phải là em không dùng mà em nói các chị đâu. Nhà em, nhà vệ sinh phòng con em và phòng vợ chồng em lúc nào cũng có. Chồng em đi công tác lúc nào cũng có kèm theo kèm luôn các chị ạ.
Đấy, chị nào mà chồng hút thuốc ấy cứ cho các anh ấy dùng biết ngay. Đấy, cứ cho các anh ấy dùng biết ngay cho em. Hết hôi miệng các chị ơi, sướng lắm. Đây này. Các chị đánh cho thời gian nhá, răng các chị sạch bong kín kít cho em được chưa? Đánh xong ấy, cái cảm giác xanh răng hình như này nó kín kít luôn. Cho tay vào này, kiểm tra những cái chỗ này, nó không còn những cái bựa răng nữa này. Hít lên như này chả có mùi gì hôi luôn, được chưa? Đấy, nó sảng khoái các chị cả ngày luôn. Em cũng đang dùng nọ răng miệng này rồi, tốt lắm chị nhé. Rồi chị cảm ơn Giang Long nhá. Đấy. Tốt đúng không em? Quá tốt, tuyệt vời lắm các chị ạ. Đấy. Chị em chúng ta bảo vệ sức khỏe cho cả đại gia đình chúng ta luôn. Đấy, các chị cứ nghe em. Mua một lọ về mà trải nghiệm, có khả năng các chị vẫn chưa tin tưởng đâu, nhưng các chị cũng mua một lọ về trải nghiệm. Đấy. Em là em thuộc loại lười đấy, nhà em dùng con này nó là phải cả tháng nay rồi, em thấy rất là hiệu quả. Trời ơi, con em nó hết hôi miệng luôn, không còn nhiệt miệng luôn. Em thuộc cái loại là cái đứa nhiệt miệng quanh năm các chị ạ. Giờ không nhiệt miệng nữa rồi. Rồi ok. Nhiệt miệng là gì? Nhiệt miệng là do vi khuẩn nó gây ra đấy các chị ạ. Các chị đừng có nghĩ là mình nóng mình bị nhiệt miệng nó bị lên các chị nhá. Nhiệt miệng là nó do vi khuẩn gây ra đấy. Đúng rồi, bị nhiệt miệng bôi vào cũng ok. Cái cảm giác mà chấm cái tinh dầu là vào cái chỗ nhiệt miệng ấy, nó phê, nó sảng khoái làm sao luôn các chị ạ. Đấy, nhiệt miệng bôi vào cực kỳ ok. Đấy, lúc em sẽ đăng một cái bài mà nó nói về cái công dụng của con này lên trên cái page nhà em cho các chị vào tham khảo. Bởi vì con này đấy, thì là em thì lại không như các chỗ khác, là em lại review nhiều quá. Nhưng mà hôm nào con em đánh răng như nào em sẽ đăng. Và em cũng nói luôn là về cái cách chải răng. Hôm nay tâm sự mọi người một tí nha, về cái cách đánh răng hàng ngày của chúng ta. Đấy, đều là hoàn toàn sai các chị ạ. Phải đến 95% dân số Việt Nam chúng ta đánh răng sai cách, không đúng cách tí nào các chị ơi. Mình cho vào, mình toàn đánh như xẹt bên ngoài đúng không chị? Sai hết các chị ạ. Đấy, sai hoàn toàn luôn. Đấy, mình cứ đi ra ra nhà sĩ đấy, trời ơi. Bác sĩ anh ta bảo đánh răng cái kiểu đấy đâu. Nhưng mà dân Việt Nam chúng ta thành một thói quen rồi, đánh răng toàn đánh răng thế thôi. Đấy. Nhưng mà đánh răng người ta phải biết chải này. Khi mà chải xuôi như này ấy thì là cái lông mà chải đánh răng ấy nó sẽ vào những cái kẽ răng các chị và lấy được đi vi khuẩn đúng không? Nhưng mình đánh cứ quẹt quẹt như cái chổi quét nhà như này các chị này, cứ đánh quẹt quẹt như cái chổi quét nhà này, nó đâu có sạch được cái kẽ răng của chúng ta đâu. Nó gọi là sạch cái hơi bên ngoài thôi. Ok chưa ạ? Đấy nên là chị nào mà con chúng ta nó bé nó không biết vệ sinh răng miệng sạch sẽ thì mua con này về. Nhỏ một cái lê giọt tinh dầu cho em vào 20ml nước và cho con súc miệng sau khi đánh răng các chị nhá. Súc miệng khoang miệng này, súc miệng khoang miệng cho em là nó sẽ diệt được vi khuẩn rất là nhiều lần cho các con, sát khuẩn cái miệng các con rất là tốt. Đấy nên là chúng ta mua cái đấy về để phòng cho những con nào mà chưa bị sâu răng ấy thì sẽ không sâu răng cho em. Thật sự các chị luôn, nhà em trải nghiệm rồi, dùng phê lắm các chị ơi. Hãy nghe em hà con này, thật sự các chị là thế nhá. Chứ còn em thì từ trước nay các chị biết em có bán cái đồ ăn vớ vẩn gì đâu, em cũng chẳng bán thuốc thang vớ vẩn gì luôn. Nhưng mà con này các chị ạ, nên mà sốt. Cái nhà máy của nó hiện đại lắm các chị ơi, 370 tỷ một cái nhà máy các chị ạ. Không phải mấy cái nhà máy gia công Việt Nam của mình làm vớ vẩn đâu các bác ơi. Trời ơi, không phải đùa đâu các chị nhá. Đấy, nó chất lượng thật sự luôn. Nó chiết xuất toàn là máy móc hiện đại rồi. Đi chơi bé gái 25 cân ở có bé gái 25 cân. Rồi lên bộ chai này cho em này. Xả bộ chai này nhá các chị ơi. Đấy, xả bộ chai này cho em này. 20 thôi. Hôm nay tặng bộ chai này nhà em bán là 80 nghìn một bộ này. Hôm nay tặng các chị bộ chai này với giá đó là 75.000 hai bộ cho em. Lên mã này cho em hà đó là 75k hai bộ kèm cân kèm số điện thoại cho em nhá. 75k hai bộ kèm cân kèm số điện thoại cho em. Trời nó đẹp tuyệt vời mặt trời luôn. Đấy. Lên con này cho em hà nhá, 75k hai bộ kèm cân kèm số điện thoại cho em. 7 cân đến 12 cân bởi vì mã này nhà em hết rồi. Còn mỗi size 7 cân 12 cân còn có mấy bộ thôi nên em tặng hết với giá 75.000 hai bộ các chị nhá. Cái mã này cho em hà đó là 75k hai bộ kèm cân kèm số điện thoại cho em. Bộ đi chơi nhà chị có nhiều luôn, còn mấy những cái set này size luôn này. Đấy tí chị xả tặng cho. Đấy mẹ nào có con mặc vừa con đấy thì mình chốt đi. Đẹp tuyệt vời luôn đấy. Đấy đây nè, khách hàng nhà em này, em rất muốn mọi người là dùng cái con đấy để mà trải nghiệm vệ sinh răng miệng, con đấy không thể thiếu hàng ngày được các chị ạ. Nó cũng như là khi mình đánh răng ấy, đấy. Không thể thiếu hàng ngày được. Còn mấy bộ tam tre này nhá, hôm nay tặng các chị 45 nghìn đồng. Bộ tam tre hàng Quảng Châu các chị nhá. Ô chưa? Bộ tam tre này thông hơi này, hàng Quảng Châu cho em à, được chưa? Còn mấy bộ thôi em tặng 45 nghìn. Mẹ nào có con gái mặc vừa thì chốt nhanh này. 45k thôi mọi người nhá, 16-17 cân cho em bộ này. Lên mã này cho em đó là có bộ dây 9 tuổi 26 cân hả? 17 cân đến 22 cân. Tặng các bác 45 nghìn hết cho em. Lên mã này cho em đó là 45k kèm cân kèm số điện thoại cho em nhá. 45k kèm cân kèm số điện thoại cho em. Em còn mấy bộ đây thôi nhá các chị ơi. Đấy còn mấy bộ mấy hình thôi. 17 cân đến 22 cân có size cho em à. Đấy bác nào có con mặc vừa bộ này chốt đi. Bộ này mặc thì chỉ có là phê luôn thôi các chị ạ. Phê luôn thôi, ok chưa nào?
Đấy, quá phê cho em luôn. Rồi, lên con này cho em nhá. Còn mấy bộ đây các chị ơi, không còn nhiều đâu ạ. Đây, 17 cân đến 22 cân cho em hả, có sai này. Phê ơi là phê luôn cho em, rồi. Phê ơi là phê luôn cho em. Đấy, còn mấy bộ đây. 17 cân đến 22 cân, các mẹ chốt bộ này cho em, đó là bộ 45k kèm cân các chị nhá. Bộ 45k kèm cân dùm nhà em các chị ơi. Lên bộ này cho em này, bộ mày cho chị mấy cái set con gái tầm 25 cân đây đi. Mấy cái set trên này này. Đấy. Rồi 20 cân đến 30 cân bộ bé trai đi các chị ơi. 20 cân đến 30 cân bộ bé trai này cho em này. 140 này, xả 70.000. 140.000 nhá các chị ơi, xả 70.000 cho em. 140.000 xả 70.000 nhá các chị ơi, xả 70.000 cho em à này. Rồi lên mã này cho em đó là bộ 70 kèm cân kèm số điện thoại cho em. Bộ 70k kèm cân kèm số điện thoại cho em này. 20 cân đến 30 cân có size mặc vừa, 20 cân đến 30 cân có size mặc vừa cho em này, ok chưa ạ? Rồi, 70.000 cho em các chị nhá, 70.000 cho em. Nên mã này cho em bộ 70k kèm cân, mẹ nào có con trai từ size từ 20 cân đến 30 cân thì các mẹ chốt nhanh nhá. Chốt nhanh đi các bà, nó rẻ bèo luôn. Còn con Kitty này còn mấy màu ấy Quỳnh? 15 cân đến 23 cân này. Thảo Phạm. Rồi, cho Thảo Phạm 7 cân, ok luôn. Đấy, mẹ nào có con mặc vừa thì chốt. Rồi lên con này cho em, 15 cân đến 23 cân. Xả tặng mỗi chị một bộ, ngày nay mua bộ này cho em à, với giá đó là 48.000 cho em đi. Xả bộ này 48.000, nên mã này cho em đó là Kitty 48k kèm cân. 17 cân đến 25 cân có size cho em à, bộ này các chị nhá. Rồi, lên con này cho em đi, Kitty. Kitty nhá, Kitty 48k kèm cân cho em. 17 cân đến 25 cân các chị ạ. Đấy, xả 48.000 thôi. 17 cân đến 25 cân cho em, xả bộ này 48.000. Đấy. Ba màu nhá. Màu vàng này, hồng đậm và hồng nhạt cho em, rồi xả 48.000. 17 cân trở lên đến 25 cân có size cho em à, xả 48.000. Lên bộ 48k kèm cân giùm nhà em, lên bộ 48k kèm cân giúp em. Đấy, bác nào con mặc vừa thì mình chốt đi. 20 cân đến 35 cân này, set này thì đúng là quá đỉnh của chóp rồi. Set cao cấp các chị nhá. Set cao cấp bên trong có quần cho em được chưa ạ? Set cao cấp bên trong có quần cho em này. Con này thì đỉnh của chóp luôn rồi các chị ạ. Đỉnh của chóp luôn rồi. Nhìn nó lót giùm em này. Đấy. Con này 20 cân đến 35 cân có size mặc vừa cho em à. Màu xanh than với màu be. Đấy. Màu xanh than với màu be cho em này. Ok chưa nào? 20 cân đến 35 cân có size mặc vừa cho em. Không đẹp, không xịn, không lấy tiền luôn. Rồi 190.000. Hôm nay em xả set này cho các chị ngày hôm nay với giá nó là 140.000 cho em. Đấy. Xả set này 140k các chị nhá. Xả set này 140k cho em, lên mã này cho em là đó là set 140k kèm cân. Đến thời điểm này các chị toàn được mua bé gái 10 cân không ạ? À có đấy, áo sắt lách áo dây kia kìa. Có áo dây ấy. Rồi lên mã này cho em à này. Đấy, 140.000 đấy các chị ạ. Giá này em chưa nhập được vào luôn đấy các bác ơi. Giờ đến giờ này xả toàn là xả lỗ mới xả thua vốn về đấy các chị ạ. Đấy. Rồi lên con này cho em đi. Set 140k kèm cân 20 cân đến 35 cân. Đấy. Set này nó quá đẹp cho con các chị rồi. Đến lúc mặc đi học cũng rất là ok cho em, mặc đi chơi cũng quá là tuyệt vời cho em à, được chưa? Hai màu các chị nha, hai màu cho em. Đấy rồi, ok, lên mã này cho em này. Set 140k kèm cân cho em. Đây, bộ hai dây con gái đây. Em lên. Cho bộ 48.000 đó chị Nguyễn Hà. Đấy. Trời ơi, hai dây con gái đây. 40 cân á, 40 cân con gái không còn bộ nào nhỉ? Còn váy không? Còn váy thôi, còn bộ không còn bộ là 40 cân rồi. Rồi lên bộ Mickey cho em đi. 80.000 một bộ, hôm nay xả cho bộ này cho mọi người với giá đó là 75.000 hai bộ nhá. Xả 75.000 hai bộ, 8 cân đến 13 cân. 8 cân đến 13 cân cho em này, 75k hai bộ cho em này. Đấy, 75k hai bộ cho em các chị ơi, 75k hai bộ cho em rồi, 25 cân chờ chị tí. Nên mã này cho em này, 75k hai bộ này kèm cân kèm số điện thoại này. 8 cân đến 13 cân có size nhá các chị nhá. Mã này nhà em chỉ còn size 8 cân 13 cân này. Đấy, mẹ nào chưa mua được bộ này thì mua đi. 75k hai bộ kèm cân kèm số điện thoại cho em. Đấy. Nó bèo lắm luôn các chị ạ. Rồi ok các chị luôn này. Em cho set 140.000 đó chị Hồng Hồng. Đây. Lên con này. Con váy lồng Quảng Châu ấy nó quá là đẹp các chị ạ, là hàng cao cấp cho em. 20 con này đến 40 cân. Size gì đâu rồi mày? 25 cân đến 40 cân. Đấy. 25 cân đến 40 cân cho em. Nó đẹp tuyệt vời luôn, đây này các chị nhìn này. Được chưa ạ? Nó hàng Quảng Châu cao cấp cho em mọi người nhá. 250.000, hôm nay em xả con này cho các chị với giá đó là 130.000 nha. Rồi ok, Hoàng Thị Nhiên này. 75k Anh Nguyên này, 12 cân ok luôn này. Đấy. Lên con này cho em.
váy nhá, xét váy này cho em. Đấy. Vâng, em thưa chị Hồng Hồng rồi ạ. Đấy. Nó quá tuyệt vời cho em xét này. Rồi lên con này cho em này, 130k, váy 130k kèm cân, các chị nhìn xem nó này. 250.000, hôm nay em Hà xả có 130.000 thôi, các chị chốt nhanh đi ạ. Trời ơi, đến thời điểm này mua hàng nhà em phê lắm các chị ạ. Đến cái thời điểm này mua hàng nhà em phê lắm luôn các chị ơi, toàn là giá thanh lý thôi các bác nhá. Toàn là giá thanh lý thôi. Không có một giá nào tên là giá bán ở đây đâu các chị ạ. Toàn là giá thanh lý thôi. Chị lên cân giúp em ạ. Lên 75.000 hai bộ chị lấy bao nhiêu cân ạ? Lên cân đi các chị ơi, lên cân đi các bác ơi. Đây. Bé gái 2 giây đây này. Đây. Bé gái 2 giây này. 8 cân đến 15 cân. Mẹ nào chưa mua được set này thì mua đi, còn 3 set. Set này em còn 3 set nhá. 8 cân đến 15 cân. Quần váy, đây là quần váy không phải cái váy, quần váy nhá. Rồi, xả set này cho mọi người ngày hôm nay với giá đó là 50.000. 50.000 cho em. Xả set này 50.000. Áo chất cốt tông cho em, nói chung set này mặc sướng lắm, xả kho 50.000. Nên mã này cho em set 50k kèm cân. Set 50k kèm cân cho em. 8 cân đến 15 cân. Áo cốt tông 2 dây, mặc mát lắm. 8 cân đến 15 cân cho em. Em chốt váy 130.000 cho chị Loan Phạm ạ. Đấy, mẹ nào con mặc vừa có dòng đấy thì mình chốt nhá các mẹ ơi. Rồi lên con váy này cho em này, em còn 2 con hay sao nhỉ? Còn 2 con hay 3 con nhỉ? Set quần váy 50k cho chị Bình An ạ. Đây này các chị ơi, còn đến 30 cân không Quỳnh? Còn mấy set đấy, Chanel còn mấy bộ này? Các chị ơi, còn mấy bộ này thôi. Nó lẻ cân ở đây này. Em còn 4 bộ trên tay này các chị này. Bộ Quảng Châu cao cấp này, 180 này. Hôm nay em tặng các chị bộ này ngày hôm nay đi. Rồi, 180.000 nhá. Hôm nay em tặng các chị bộ này với giá 90.000 luôn. 180 tặng 90.000. 20 đến 22 cân cho em bộ này. 20-22 cân cho em bộ Chanel này, ok chưa ạ? 20-22 cân cho em này. Rồi, 24 cân, 25 cân này các chị này. Đấy. Bộ màu cam này nhá, bộ màu cam này 24, 25 cân cho em này. Xả 90.000 nhá. Lên bộ 90k kèm cân cho em. 28, 30 cân bộ vàng này. Bộ màu vàng này 28 đến 30 cân cho em này. Xả 90.000 này. Bộ màu hồng này 20 đến 22 cân cho em này. Xả 90.000 này. Đấy. Con này 20 đến 22 cân cho em à. 180 xả 90.000. Bộ vàng này 28 đến 30 cân cho em. Xả 90.000. Bộ cam này này, 24 cân đến 26 cân. Bộ cam này 24 cân đến 26 cân cho em, xả 90.000 này. Con hồng này 20 đến 22 cân cho em này. Rồi xả 90.000. Mẹ lấy mã này lên bộ 90k kèm cân dùm nhà em được chưa ạ? Còn 4 bộ cuối cùng. Còn 4 bộ cuối cùng. Đấy, mẹ là mặc có con mặc được thì chúng ta chốt đi các chị ạ. Em chốt bộ 50k cho chị Thu Hồng Nguyễn, chị Hoàng Thị Nhiên. Mày đưa chị mấy cái váy ở dưới đây lên đi. Có mấy cái váy ở dưới đây lẻ size đây. Đây, còn 3 cái bộ size bé trai rồi nhá. Bộ này đúng là quá đỉnh của chóp luôn. Bộ thông hơi này. Nhìn giúp em cái. Nó đỉnh của chóp luôn các chị nhá. Em chốt bộ 90.000 cho chị Trang Nguyễn. Sang xịn mịt mượt chưa? Đấy. Sang xịn mịt mượt chưa này các mẹ ơi. Rồi, bộ này 120 này. Hôm nay em xả bộ này 65.000 nhá. 120 xả 65.000. Mẹ nào có con trai 11 12 cân chốt nhanh bộ này, 12 13 cân. Rồi. Bộ này cho 12 13 cân cho em này, 65.000. Nên bộ 65k kèm cân cho em 12 13 cân. Nó xịn lắm các chị ơi, 12 13 cân cho em này. 65.000 đồng này. 9 cân 10 cân này, 65.000 đồng cho em này. 14 cân, 15 cân. Đây. 14 15 cân cho em này. 14 15 cân cho em này, rồi. 95.000 đồng cho em này. Còn một bộ vàng này 12 13 cân. Đây. Còn một bộ vàng này cho 12 13 cân cho em này, 95.000 đồng. Đấy. 65.000 ạ. À 65.000 đồng, xin lỗi các chị. 65.000 đồng bộ này nhá, 65.000 đồng. Xin lỗi mọi người, 65.000. Đấy, mẹ nào lấy được bộ đấy lên 65 cho em. Còn cái set này thì gọi là quá là xinh và quá là mướt. Cái gì? Còn 8 cân đến 10 cân rồi à? Ôi các chị ơi, chỉ còn 8 cân đến 10 cân thôi, không còn các size khác rồi, xinh dã man chưa? 8 cân đến 10 cân cho em này, trời ơi đẹp lắm các chị ạ. Đấy, cái chất này thì siêu mát luôn rồi, được chưa nào? 8 cân 10 cân em còn 5 bộ thôi, 2 màu còn 5 bộ không chọn màu giúp em nhá. 130 hôm nay em xả bộ này với giá 80.000. 130 các chị nhá, 130 này xả 80.000.
Nên mã này cho em đó là set 80k kèm cân. Set 80k kèm cân cho em, 8 cân con này không mặc được đâu đúng mày ạ. 9 cân, 10 cân, 11 cân. Rồi các chị ơi, lên con này cho em hạ từ, con này cũng phải tầm từ 10 cân trở lên Quỳnh ạ. Set này làm sao em lại sốt cho 8 cân làm sao mà chốt mặc được. Xem set còn sai đến sai gì thế nào. Bọn mày làm sai lung tung quá, 8 cân sơ sinh. 10 cân đến 12 cân các chị ạ. Đây, 10 cân đến 12 cân cho em hạ nhá. Mẹ nào có con này được thì lên này. 10 cân đến 12 cân các mẹ nhá. 80.000 cho em. 150 này, xả 80.000. 10 cân đến 12 cân cho em à. Ok chưa? Đấy, 10 cân đến 12 cân các chị ơi, mua đi. Em còn hai con váy ở đây. Các bác ơi, con váy đây em tặng các chị 48.000 nhá. Em còn hai con cuối cùng. Con váy đũi này. Đấy, ông nhân viên nhém nhét hết vào túi rồi, đây là nhăn nhúm với cả dạ rồi các chị ạ. Đây. 17 cân cho em này. Ôi 16 17 cân cho em Hà này. 17 18 cân nhá, em còn hai con. Em xả con này cho các chị 48.000, còn hai con thôi nhá. Em xả 48.000. Em một bộ 11 cân nhé. Bình An ơi, em lấy bộ à 80.000 ok em luôn. Rồi ok này các chị ơi. Em chốt bộ 80k chị Lan Anh, chị Bình An, chị Hoàng Thị Nhiên. 17 18 cân. Rồi. 19 cân vẫn mặc được đấy. Từ 17 cân đến 19 cân nhá, con váy đũi này, mát lắm. Trăm mấy một váy đấy. Còn hai váy cuối cùng thôi. Thanh lý cho mọi người với giá 48.000 nhá. Lên váy 48k kèm cân cho em. Con váy đũi rất là mát đây. Nhưng mà có còn lẻ sai nhân viên nhà em nó à, lên cân đi mọi người ơi. Váy đũi lên cân thùm nhà em nhá các chị ơi. Váy đũi lên cân thùm nhà em Hà đi ạ. Ok chứ các chị ơi, váy đũi lên cân thùm em. Bé trai này. Váy đũi cho em có size 17, 18 cân mặc được ạ. Còn hai váy ạ. Đấy. Chị Loan Phạm lên cân nhá. Trời ơi các mẹ ơi này, 7 cân đến 10 cân con trai rồi ôi, 3 chi tiết luôn một món. Ngày hôm nay xả mọi người bao nhiêu tiền con set này đây. 7 cân đến 10 cân con trai này 110.000 đồng. Hôm nay em xả set này 58.000 cho các chị nhá. 110k em xả set này 58k. Set 3 chi tiết chứ cốt tông hết cho em. Nên mã này cho em đó là 58k kèm cân. Đấy, 3 chi tiết nha các chị nhá. 58k kèm cân cho em được chưa nào. Kèm đeo cả cái túi đeo chéo này các chị này. Rồi 58.000 đây này. Ừ, cái váy ấy nó chỉ còn có 16, 17 cân thôi. Rồi lên con này cho em này 58.000 đồng mọi người nhá. Mày láo con trai 7 cân 10 cân thì chốt đi. 110.000 đồng, chắc có tông toàn tập hết. Hôm nay xả 58.000. Nên mã này cho em Hà đó là set 58k kèm cân. Set 58k kèm cân cho em, mày láo có con trai mặc vừa mình chốt. Đây, còn 4 bộ này cho em. Còn 4 bộ trai này, cân gì đây? 23 cân đến 28 cân các chị nhá. Rồi. 20 cân như nghi này là như nào, ta chả hiểu luôn. Hôm qua chị Hương chị 20 22 26 28. 20 cân đến 28 cân. Bộ này còn 5 bộ, 20 cân đến 28 cân, bộ ba lỗ con trai. Bộ này 125, hôm nay em xả bộ này 60.000. 125.000 đồng em xả 60.000. 20 cân đến 28 cân có size mặc vừa, em xả 60.000 các chị nhá. Bộ cốt tông cho em xả 60.000. Chèo lấy mã này lên bộ 60k kèm cân giúp nhà em. Đấy. Em còn 2 bộ màu đỏ và 3 bộ màu xanh, tổng là còn 5 bộ. Size từ 20 cân đến tầm 28 cân cho em à, có size. Rồi xả 60.000 các chị nhá. Lên mã này cho em này. Bộ 60k kèm cân, bộ 60k kèm cân giúp nhà em ok chưa ạ? Rồi. Xả 60.000 cho các chị luôn nhá. Đấy. Còn lên set bi con gái này cho em này. Trời ơi, set này thì để xinh quá. Set này để xinh quá cho em, bi là thô. Chất thô. Chất thô này các chị này. Rồi ok này. Đấy, quần là quần đuôi trắng cho em, áo là áo chất thô mềm được chưa? Bộ 60k chốt chị Đoàn Thúy Hằng ạ. Rồi lên con này cho em 10 cân đến 16 cân thôi, còn 3 set này, rồi lên con này cho em với giá ngày hôm nay 68.000 các chị nhá. Còn 3 set thôi, xả 68.000 set này 120 các chị này. Rồi 130, set này 130 một set. Còn 2 set thôi. À có 3 lô nhá. 130 một set, còn 2 set thôi, 3 set thôi. Em xả hết 68.000 nhớ chị này, chốt đi các chị ạ. Cái mã này cho em bi 68k kèm cân. Rồi, bi 68k kèm cân cho em. Đấy. 10 cân đến 16 cân cho em à, có size đây các chị này. 68.000 các chị nha, 130, hôm nay em xả 68.000 thôi. Đây, còn mấy cái con quần dàn di này, Quảng Châu này xịn lắm. Em xả hết cho các chị thôi. 20 cân đến 25 cân. Mã này nhà em còn 3 cái, size cho từ 20 cân đến 25 cân thì vừa.
À shop em ở 302 với Vân Cừ chị ơi, thành phố Hạ Long ạ. 20 cân 25 cân này 225 000 đồng. Hôm nay em xả con quần này cho các chị với giá đó là 100 000. 225 000 con Quảng Châu này em xả 100 000 cho các chị. Lên mã này cho em à, đó là quần 100k kèm cân. Đấy. Còn xả trên cả 50% cho các chị luôn rồi này, tại vì còn 3 cái thôi nhá. 20 cân đến 25 cân. Đấy. Chốt đi ạ, quần 100k kèm cân cho em nhé, em còn 3 cái cuối cùng. Chốt các chị 100 000 đấy, ba lô đây đi em. Áo lắng đi. Áo lắng với ba lô đi, bỏ vào đây luôn đi. Đấy, men áo con mặc vừa thì mình chốt nhá các chị ơi. Trời ơi, còn hai con váy này để xíu luôn. Áo lắng, bỏ áo lắng đi chị đi. Tặng mọi người con váy này 38.000, ai con mặc vừa thì lên. 10 cân 11 cân. Nhà em đối diện với toán thành phố nha chị ơi. Chị ơi, qua cửa hàng em không mua được giá like đâu chị ạ. Qua cửa hàng em là mua giá liền biết trên tem trên mác nhá. Ví dụ như con váy này em bán là 110.000 tại cửa hàng này. Em xả trên nay là 38.000 này, em cũng xả này. Nhưng mà ra cửa hàng em thì em không bán giảm giá đâu ạ. Rồi ok là cái chị này. Đấy. Rồi chị qua xem, chị cứ qua nhá chị nhá. 302 Nguyễn Văn Cừ. Nhà em đối diện với toán thành phố ấy chị ơi. Rồi lên con này cho em này, 10 cân 11 cân váy này 38.000 cho các chị này. Con váy này em xả lỗ đấy các chị ạ. Đấy, dọn kho xả lỗ này. Rồi 15 16 cân cho em một con này. Đấy. 15 16 cân một con này cho em này các chị này. Đấy, 15 16 cân một con này cho em rồi. 38.000 cho em này. Đấy, mẹ nào lấy con này lên váy 38k kèm cân giùm nhà em. Rồi đây là áo lắng cho em. Rồi 38k 12 cân. Áo lắng nhà em bán trăm mấy luôn, hôm nay em xả đồng giá 65.000. Áo lắng em bán 100 mấy luôn các chị nhá. Em xả đồng giá cho các chị ngày hôm nay với giá đó là 65.000 đồng các chị ạ. Rồi chốt cho Yên Chiến con váy 11 cân đi em. Anh Nguyên con đấy 12 cân sợ căng nữa không mặc đâu. Còn một con 15 16 cân nhá. Còn một con 15 16 cân. Rồi này. Lên áo lắng cho em. Váy 38k hết rồi nhá. 12 cân hết rồi. Váy 38 rồi, chốt cho Thu Hương Nguyễn 15 cân đi rồi. Rồi lên con kim cương này cho em này, được chưa nào? Dáng dài này. Trăm mấy bộ con áo chống nắng này luôn. Hôm nay xả các chị 65.000. Nên áo lắng cho em. Áo lắng kèm cân. Dáng dài này nhà em có mấy màu luôn đây này. Đấy. Dáng dài này này, cho size từ 14 cân đến 20 cân các chị nhá. Dáng dài size từ 14 lên cân đến 20 cân cho em ạ, có size mặc vừa này, được chưa ạ? Đấy. Còn dáng ngắn cho em. Màu xanh than này dáng ngắn sẽ đi kèm một cái khẩu trang. Em cũng xả 65.000 luôn. Đấy. Cũng là cái chất giống nhau này. Đấy, màu xanh than này bé trai mặc được, bé gái mặc được, 12 cân đến 20 cân. Còn màu ghi này bé trai mặc được, bé gái mặc được, 12 cân đến 20 cân. Màu hồng này con gái cho em à. Đấy. Màu hồng này cũng bé gái cho em, được chưa ạ? Kèm theo cái khẩu trang, các chị nhìn chất của nó này. Rồi. 65.000 đồng cho em. Mẹ lấy áo lắng lên áo lắng cho em à. Ai lấy màu gì lên màu đấy các chị nhá. Chị nào lấy dáng ngắn lên dáng dán ngắn, ai lấy dáng dài lên dáng dài. Đấy. Dáng ngắn em có size từ 12 cân đến 10 đến 20 cân, còn dáng dài có size từ 14 cân đến 20 cân. Ai lấy màu nào lên màu đấy giùm em ạ. Đấy, các bác ơi, áo lắng 65.000 hết nhá. Trăm mấy bộ áo đấy, hôm nay xả 65.000 hết cho các chị luôn. Chị ơi, váy 38.000 em chốt hết rồi ạ. Nhiều bà chốt váy 38.000 thế. Để tôi chi ân các bà thêm một mã váy 38.000 thêm một mã váy rẻ nữa nhá. Xem nào. Toàn mười mấy cân thế này đúng không? Đây. Hôm nay chi ân mọi người cái mã váy mũ này đi. 13 cân này, 13 cân đến 18 cân này, đưa mũ ở đây em. Chỉ chi ân các bà mã này. Đây 13 cân đến 18 cân. Ai chưa được chốt cái con váy tặng kia thì lên con váy này cho em này. À. Quỳnh ơi Quỳnh. Cái con màu cam kia kìa. Có tay kia kìa. Đấy, mẫu đó đâu. Đây này. 13 cân đến 18 cân, được chưa? Chuẩn hoa của nó luôn đây này, kèm theo một cái mũ như này nữa cho em này. Rồi. 13 cân 18 cân này, 120.000 này. Hôm nay tặng các bác con váy này với giá 58.000 luôn. Ok chưa ạ? 120.000 tặng luôn 58.000. Váy đuôi siêu mát cho em. Đấy, lên mã này cho em này, váy 58k kèm cân. Kèm theo cả một cái mũ cho các chị nữa, được chưa ạ? Một mũ và một váy cho em 58.000 đồng. 120 đấy các chị ơi. 120 đấy, ngày hôm nay thanh lý các chị này. 58.000 cho em. Đấy. Ok này, 58.000 nha, lên váy 58k kèm cân giùm nhà em. Lên váy 58k kèm cân giúp nhà em được chưa ạ? 58.000 rồi các bác ơi, 58.000 cho em này. 13 cân đến 18 cân có size mặc vừa cho em này. Một mũ và một váy 58.000 đồng, nó bèo lắm luôn các mẹ ơi. Em chốt áo nắng cho chị Hương đấm ạ. Đấy, nó bèo lắm luôn các chị ạ. Chị lấy áo nắng dáng dài cho bạn trai bạn gái nào. Dáng dài lấy đâu ra con trai vậy?
Dáng dài ra chỉ có con gái mặc thôi chứ mày. Dáng dài rồi có cả cho con trai à? Hả? Đấy chị nào lấy váy lên váy 58.000 cho em. Các chị ơi ra chợ không mua em con này đâu. Váy 58.000 con này em xả kho thanh lý các chị nhá. Rồi bỏ chị cái ba lô đây em Quỳnh. Bỏ ba lô tiểu học đây. Em lên ba lô tiểu học cho các chị. Trước sau thì con ta phải đi học thôi. Bây giờ đang cơ dịch thì là chưa nói đến chuyện đi học rồi các chị ạ. Vãn dịch cái thì cũng phải đi học thôi các chị nhá. Mua trước đi. Ba lô này tất cả các chị ơi toàn là giá tặng thôi, ok chưa nào? Ba lô tiểu học cho em Hà. Đây. Không đẹp không xịn em không lấy tiền. Con này hiện tại cửa hàng em bán là 190.000 và ở ngoài các hiệu sách người ta cũng bán là 200.000 với 220 với 230 cho em này các chị này. Kèm đeo cả cái con này cho em rồi. Ngay nên tặng hết các chị con ba lô tiểu học này với giá đó là 140.000 cho em. Lên nhanh mã này cho em Hà, đó là ba lô tiểu học. Mèo lấy con trai lên con trai, mèo lấy con gái lên con gái cho em được chưa ạ? Đây. Ví dụ như con trai em có màu hai màu đây. Con này là con nhện đỏ cho em. Con này là con siêu nhân cho em à. Ai lấy siêu nhân lên siêu nhân. Ai lấy nhện đỏ lên nhện đỏ cho em. Đây là ba lô tiểu học cho em hả? Ok chưa? 190.000 em bán tặng trong này các chị 140.000. Đấy là bé trai cho em, còn đưa bé gái đây. Rồi đây lên con gái cho em. Em thích váy 58.000 đó chị vô hình. Đẹp tuyệt vời mặt trời, 140.000. Không ai đi đâu ra ngoài chợ mà mua được cái con ba lô này 140.000 đâu các chị nhá. Đấy. Hình này là hình cô gái cho em Hà, màu này là màu xanh than cải hồng, ok chưa ạ? Màu xanh than cải hồng cho em được chưa? Còn hình này là hình cô gái nhưng mình này là màu hồng hết cho em. Hình này là màu hồng hết cho em Hà được chưa ạ? Đấy. Không đẹp không xịn không lấy tiền, 140.000 thôi nhá. Bé gái này, có hai hình cho em này ok chưa ạ? Hình cô gái này. Đưa cái Sophia kia đây. Nhẽ ra bọn em phải lên cho chị đủ các hình xong rồi đủ màu vào đúng đúng. Đây. Còn đây. Đây là công chúa nhá các chị ơi. Đây là công chúa Sophia cho em này. Công chúa Sophia cho em Hà này, được chưa? Đấy. Kèm theo hộp bút hết các chị nhá. Kèm theo cái đựng bút hết cho em này. Đấy. Còn đây là Elsa màu tím. Elsa màu tím cho em, được chưa? 140.000 cho em. Các chị cứ di ra ngoài hiệu. Rất là nhiều ngăn các chị ạ. Ngăn rộng thoải mái cho em. Đấy, rất là nhiều ngăn, 3 ngăn liền các chị nhá. Ngăn đại này, ngăn nhỡ này và ngăn bé cho em, 3 ngăn liền. Đấy, Elsa này cũng có cả màu hồng. Đấy. Elsa cũng có cả màu hồng cho em Hà, được chưa ạ? Đấy. Chúng tôi nhét hết vào đủ màu đi. Rồi lên cho em ba lô tiểu học nhá. Ai lấy Elsa lên Elsa cho em, mà mẹ nào lấy công chúa Sophia lên công chúa Sophia cho em Hà được chưa ạ? Đấy. Còn ai lấy cô gái lên cô gái cho em 140.000 một ba lô tiểu học. Ai lấy trai lên trai, ai lấy gái lên gái cho em Hà 140.000 nữa các chị nhá. 140.000 thôi ạ. Còn đây là ba lô chị Loan Phạm ạ. Còn đây là con ba lô mầm non cho em. Ba lô mầm non nhà em còn hai hình này thôi. Đấy. Ba lô mầm non này đây là hình 3D dập lỗi cho em. Và size này là size to các chị nhá. Hình 3D dập lỗi và size này là size to cho em Hà, ok chưa ạ? Size này các chị mùa đông có thể đựng được một con áo khoác dày cho em bên trong. Mùa hè các chị đựng cho em một chục bộ quần áo trong đây và đựng được đến 20 vỉ sữa trong đây cho em à. Mấy cái vỉ sữa nhỏ con mình hay uống đấy các chị ạ. Đấy. 3D dập lỗi cho em nhé, em bán 150.000 nay bán tặng các chị trong live là 110.000 đồng cho em. Đấy lên ba lô mầm non cho em ok chưa ạ? Đấy mẹ nào lấy mầm non lên mầm non cho em à. Đấy, mầm non là 100k các chị nhá. Mầm non à 110k. Mầm non bán tặng các chị ba lê dập lỗi này 110k. Ngoài thị trường người ta bán toàn 150, 160 rồi, ok chưa nào? 110k cho em. Đấy, mẹ nào lấy mầm non con gái lên con gái cho em. Mẹ nào lấy mầm non con trai lên con trai cho em à. Dập lỗi hết, size này size to các chị nhá, không phải size bé. Mùa đông đựng cho em quần áo thoải mái trong đây các chị nhá. Đựng mùa đông quần áo thoải mái trong đây cho em à. Ba lô mầm non này các chị à. 110.000 đồng cho em được chưa? Nó tuyệt vời mặt trời các chị luôn. Đấy. Bác nào lấy hình nào mình lên hình đấy cho em, trước sau thì con mình vậy đi học các chị ạ. Bây giờ mình mua đi, nó rẻ thế tội gì mà không mua. Đấy. Em bán con ba lô cho con các chị em lãi 10.000 thôi cũng được, nhưng mà một ngày em bán lấy mấy chục con cũng hơn các chị ạ. Đấy. Thôi bây giờ hiệu sách người ta chỉ chờ các chị đến đấy mua ấy, người ta phải ăn lãi hàng trăm nghìn một con luôn các chị ạ. Còn thậm chí còn lãi hơn. Tiểu học cho chị Thu Hồng Nguyễn, chị Anh Nguyễn, Yên Chiến, Nguyễn Ngân, Vân Hải. Đây, lên tiếp con váy này cho em. Chị Loan Phạm này, ba lô mầm non này. Rồi, lên con váy này đi, 8 cân đến 16 cân. Váy này nó là váy đũi cho em. Siêu mát, siêu đẹp, siêu xịn sò luôn các chị nha. Váy đũi siêu mát, siêu đẹp, siêu xịn sò luôn cho em này. Rồi, 8 cân đến 16 cân có size cho em Hà này rồi. 120.000, hôm nay xả con váy này cho các chị ngày hôm nay với giá nó là 60.000 cho em. 120.000 các chị nha, xả váy này 60.000. Lên mã này cho em Hà đó là váy 60k kèm cân. Em áo lắng ngắn hồng 13 cân rồi đơn với chị Hoàng Thị Nhiên rồi ok hương lắm. Rồi ok này, lên con này cho em nhá, váy 60k kèm cân. Em ơi cho chị ít phụ kiện mấy cái quần chip đây xả lốt đi em. Đấy, váy 60k kèm cân nhá, 60.000 đấy các mẹ ạ, 120 này.
Con phay đúng cái mát lắm mọi người ơi. 8 cân đến 16 cân nhá. Xả lốt các chị ơi, xả lốt cho em. Cho ít phụ kiện ra đây. Rồi. Hôm nay em chị làm mà có đơn trên 200 nghìn thì em sẽ tặng một món quà đi kèm luôn. Đấy. Em sẽ tặng các bác một món quà đi kèm luôn cho em. À đem cả con áo lam từ 15 cân đến 50 cân đi chị nhá Quỳnh nhá. Đây này, lên con này cho em này. Rồi bún bún váy rồi. Lên con áo này cho em Hà. 20 cân đến 22 cân này. 20 cân đến 22 cân này. Trời ơi, áo gì mà áo toàn còn size từ 20 cân đến 22 cân vậy trời. Này các chị ơi. 20 cân đến 22 cân. 20 cân đến 22 cân. 20 cân đến 22 cân. Trời đất ơi. Còn con này cho tầm 25 27 cân. Con rút dây đằng sau này 25 đến 27 cân cho em. Đây, con này cũng 25 cân đến 27 cân cho em à, có sai. 20 cân đến 22 cân và 25 cân 27 cân. 120 nghìn quần áo, hôm nay em tặng các chị quần áo này với giá 65 nghìn luôn. 120 nghìn quần áo nhá, em tặng các chị quần áo này 65 nghìn. Cho em đổi ba lô xanh than đấy, ba lô bé gái, eo xa tím nhạt. Rồi ok Loan Phạm nhá. Em sửa đơn chị Loan Phạm đi. Rồi lên áo 65k kèm cân nha các mẹ ơi, toàn áo Quảng Châu cao cấp thôi. Toàn áo Quảng Châu cao cấp thôi các mẹ. Đây. Ngày hôm nay các mẹ mua quần áo này bao tiền? 65 ngàn đồng này. Trời đất ơi, nó rẻ bèo rẻ bọt luôn. Đấy, lên mã này nhá, áo 65k kèm cân. 20 cân, 22 cân, 25 cân, 27 cân. Đấy, chỉ còn size đấy thôi. 65 nghìn nhá các mẹ ơi, 65 nghìn nhá. Đấy, mẹ nào con mặc vừa mình chốt đi, 65 nghìn đồng cho em. 65 cành đồng. Đây này, còn mấy cái set này đi. Đây. Quỳnh cái Quỳnh bảo mày nhặt cái áo vào đây chị mà. 110k màu tím, rồi cho Thảo Nguyên. Áo hồng 25 cân cho Hương Lắm. Rồi ok. Đây, 25 cân đây. Hương Lắm 25 cân. Rồi ok luôn. 27 cân cho anh Nguyễn Lê. Rồi ok luôn này, 27 cân con này nữa cho anh Nguyễn Lê là hết này. Còn 20-22 cân. Còn 20-22 cân nhá. Mẹ nào lấy 22 cân lên hộ em 22 cân. Đâu nhỉ? Quần chip đi. Quần chip còn vài chục thôi. Xả một quần chip đùi. Quỳnh ơi, mày vứt cái chị quần chip đùi đây cái. Đây. Quần chip tam giác nhà mình còn size gì ấy? Còn mấy bịch? Mấy hộp bút nhà mình còn màu gì ấy? Bỏ đây xả tặng các chị đi. Xả tặng các bác đi. Còn một bịch, em tặng luôn 100 nghìn. Còn một bịch quần chip tam giác này. Size này size L hay size này phải 12 13 cân à? 12 13 cân. À chip lam này không còn con nào đây. Còn một bịch này cho 12 13 cân này các mẹ này. Đấy. Còn một bịch này cho 12 13 cân nhá, 10 cái tặng các chị 100 nghìn. Còn có 10 nghìn một cái thôi. Tặng các bác con chip này 100 nghìn nhá. 100 nghìn, 10 nghìn một cái thôi. Ai lấy chip tam giác lên. Con của mẹ nào 12 13 cân thì lên nhá. Còn đây là chip đùi. À, chị lên váy bò là váy hoặc mặc cái áo phông kia đi chị. À có. Rồi, đây. Lên con này cho em 34 cân đến 40 cân có size mặc vừa. Nhà em còn hình như là 5 bịch hay sao ấy. Xả hết cái con chip này cho các chị với giá đó là 120 nghìn một bịch. Ok chưa? 120 nghìn một bịch cho em 10 cái. Còn có 12 nghìn một cái đấy các chị nhá. Con này ngoài chợ này các chị toàn mua 20 mấy nghìn một cái thôi. Rồi lên mã này cho em này chip đùi nhá. Mẹ lấy chip tam giác 12 13 cân thì các mẹ lên chip tam giác cho em. Còn mẹ lấy chip đùi lên chip đùi cho em à. Đấy. Một lố của nó như này các chị này. 10 cái cho em. Hôm nay có 12 nghìn thôi, 12 nghìn một con thôi. 120 nghìn một lố này 10 cái ok chưa nào? Đấy mẹ nào lấy chip lên chip cho em nhá. Nó rẻ bèo luôn đấy. Em lên cái áo này cho mọi người này. Cái quần mà 20 mấy cân đấy nhỉ? 20 mấy cân đúng rồi, mình nay cái quần nẻ này có con nào không nhỉ? Có. Quần bò giấy. Có quần bò giấy 20 mấy cân đúng không? Rồi tí lên quần bò giấy cho. Đấy mẹ nào có con mặc được chip lên. Lên con áo lam này 15 cân đến 50 cân này. Đây. Con áo lam này cho mọi người này. Áo lam bằng Quảng Châu xịn sò nhá. 15 cân đến 50 cân có size mặc vừa. Con áo này size bé nhất của nhà em là bán là 110k một con. Đấy. Size chung của nó 120, 130, 140. Size đại của nó là 160. Size đại nhất của nó đấy 40 đến 50 cân đấy là 160 một cái. Ngày nay em xả tổng xỉ và xả kho vét kho mọi người là 130.000 hai cái. Xả vét kho nhá, 130.000 hai cái cho em. Tính ra còn có 65 ngàn một cái nữa các chị ạ. Đấy. Tính ra còn có 65 ngàn một cái thôi. Rồi lên mã này cho em này. 130k 2 áo kèm cân kèm số điện thoại dùm nhà em. Đấy. 130k 2 áo này mọi người này. Kèm cân kèm số điện thoại dùm nhà em được chưa ạ. Số nó đẹp và nó phê lắm luôn các chị ơi. Toàn áo Quảng Châu cao cấp được các chị ạ. Ok chưa này. Đấy. Nhìn giúp em một cái. Toàn hàng cao cấp thôi các chị nhá.
Đấy, xả kho các chị này. 130.000 hai áo cho em. Đấy, lên mã này cho em Hà này. 130k hai áo kèm cân kèm số loại cho em. 15 cân đến 50 cân có size mặc vừa cho em này. Đấy. Nó đẹp tuyệt vời mặt trời các chị luôn, toàn áo xịn luôn các chị ạ. Rồi, xả hết cho em nhá. 15 cân đến 50 cân có size mặc vừa. Đấy, mẹ nào con trai từ 15 cân 50 cân các mẹ chốt đi. 130.000 hai áo cho các chị luôn đấy. Đây, quần đây. Quần lẻ size đây. À đây này. Đâu đâu. Đây. Đây tí nữa em sẽ tặng các chị mấy cái phụ kiện này đi kèm, ai có đơn thì mình lên lên đi kèm cho em. Đây. Quần lẻ size nhá. 160 một cái, hôm nay xả có 100.000 thôi. 24 25 cân này. Đây. Con này 24 25 cân này các mẹ này, quần bò giấy. Đây là quần bò giấy cho em, ok chưa ạ? Đây là quần bò giấy cho em Hà. 160 một cái với 165.000 một cái, hôm nay xả hết 100.000. 24 25 cân một con quần bò giấy này cho em này. Rồi, 26 27 cân này. Đấy, 26 27 cân cho em này, một con quần bò giấy này cho em này. Con này cũng tầm 23 cân đến 25 cân nữa các chị này. 23 cân đến 25 cân cho em con quần bò giấy này. Đấy, xả 100.000 nha các chị nhá. Ai con mặc vừa mình chốt các chị ơi, rẻ lắm luôn, em lỗ vốn cái con này rất là nhiều ấy. Rồi này, 24 25 cân cho em này. 24 25 cân cho em là con quần bò giấy này. Đấy, 100.000 đồng cho em. Còn con này lên cho em 18 19 cân. Đây. 19 cân, 19 cân con này. 19 20 cân đấy Quỳnh ạ, chúng mày xem tại sai con này đi, làm sao không mày chốt con này cho 7 tuổi nó bơi trong đây à? 19 20 cân này các mẹ này. Đấy, 19 20 cân nhá. Bò mềm, bò mặc sướng lắm nhá. Bé gái 9 cân đi, ok em nhá. Bé gái 9 cân nhà chị nhiều luôn. Đấy, mẹ nào lấy con quần này lên đi, 100.000 đồng quần bò giấy ấy, toàn 160, 165, 170 được các mẹ ạ. Hôm nay xả các mẹ 100.000 nhá. Còn mấy cái size thôi. Đây. Lên con này này. Trời ơi tưởng gì chứ. Bé gái thì siêu nhiều luôn. 10 cân đến 17 cân này. Đây. Đấy mẹ nào mà muốn mua quần cho con thì mua quần này đi. Em chốt bò giấy 25 cân cho chị Hương Nấm ạ. Đây 10 cân đến 17 cân. Đi kèm theo cả cái mũ này nữa cho em, ok chưa? Màu hồng với màu vàng cho em. Hai màu các mẹ nha, hai màu cho em này. Màu mới màu vàng này. Đi kèm theo cả mũ nữa cho em, ok chưa? Rồi hôm nay xả con này cho mọi người bao nhiêu tiền? Các bác mua con váy cho em hàng ngày hôm nay với giá 58.000. 58.000 đồng cho em. Một con váy đũi, đũi Hàn cho em, ok chưa? Một con váy đũi Hàn cho em. Rồi cho chị Hảo Vũ Thị 19 cân em, là con quần đen này này. Đấy. Rồi ok chưa ạ? Rồi chốt con này cho em đi ạ. Váy 58k kèm cân mọi người nhá. Màu mới màu vàng cho em Hà 58.000 đồng kèm cả mũ đi kèm. Kèm cả mũ đi kèm cho em, 58.000 cho em được chưa ạ? 58.000 cho em kèm cả mũ đi nhá các chị ơi. Còn lên bộ gái 2 dây này cho em này. Size này bé mà mát này các chị ơi. Con đuối này nó mát lắm luôn. Đây. Con đuối này bao mát cho em à, được chưa nào? Con đuối này 7 cân đến 15 cân. 7 cân đến 15 cân này các chị này. Đấy. Hôm nay em xả con đuối này cho các chị combo luôn nha. Nhà em bán 80.000 bộ. Hôm nay em xả bộ này cho các chị với giá đó là 80.000 hai bộ luôn. Ok chưa ạ? 80.000 một bộ nha các chị ơi. Hôm nay xả bộ này cho các chị với giá đó là 80.000 hai bộ. Mua một tặng một cho em. Đấy. Mua một tặng một cho em. 80.000 hai bộ nha các chị ơi. Lên con này cho em này. Đây này. Váy mũ đây này. Rồi lên con này. Váy mũ chị Loan Phạm ạ. Lên con này cho em Hà 80k hai bộ nhá. À, từ 7 cân đến 10 đến 15 cân đấy các chị ạ. Rồi từ 7 cân đến 15 cân cho em 80k hai bộ. Mát lắm luôn các mẹ ạ. Đấy, mua về và mặc mùa hè. Trời đất ơi. Con này nó quá mát luôn cho em rồi, 80.000 hai bộ cho em. 80.000 đồng hai bộ cho em nhá. Đấy mẹ nào có mặc vừa thì mình chốt đi, 80.000 hai bộ. Đây, em lại phụ kiện cho mọi người. Xinh chưa? Mẹ nào hôm nay có đơn rồi em sẽ tặng các bác cái đôi cây bờm này với giá 15.000 đồng đi kèm vào đơn. À. Mẹ nào có đơn rồi thì lên bờm này cho em 15k, bờm 15k tặng các chị đi kèm. Tặng các bác đi kèm nhá. Chị Loan Phạm này 80k hai bộ, chị lấy cho 12 cân đúng không? Rồi ok, lên con này cho em này, bờm 15k này, được chưa nào? 15.000 đồng. Tặng các bác đi kèm vào đơn, ai có đơn rồi lên cái bờm này cho em 15.000 đồng. Bờm này mẹ dùng được, con dùng được. Mềm lắm, không đau đầu một tí nào.
Bình thường là em vẫn đeo cái con bơm này này để rửa mặt này, để bôi kem buổi tối này, và để rửa mặt và để bôi kem buổi sáng này. Đấy. Rồi lên con bơm này cho em. 15.000 đồng là con này em tặng kèm mà thôi, còn con này nhà em bán là 50.000 một con. Tặng kèm 15 cái chị là 15.000 đồng. Ai lấy bơm 15k lên bơm 15k cho em. Đấy. Rồi, con bơm này em nói luôn với các chị nhá, có màu nào lấy màu đấy giúp em. Ví dụ như lỡ mà tí nữa mà không có màu mình chọn đây thì mình lấy sang màu khác giùm em hàng nhá. Đấy, bơm 15.000 đồng cho em. Con em tặng các chị con kẹp để đi kèm cho con các chị này, một vỉ kẹp này 10 cái của em. Đây. Xinh dã man luôn, ok chưa nào? Đấy. Một con kẹp này cho em này, một vỉ kẹp này. Gồm 10 cái đi kèm, ok chưa ạ? Gồm 10 cái vỉ kẹp này. Ngoài kia người ta bán toàn là 70.000, 80.000, 100.000 thôi. Hôm nay em bán tặng các chị đi kèm vào đơn với giá đó là 30.000. Đấy. 30.000 một vỉ kẹp này cho em 10 cái. Chị nào có đơn rồi thì mình lên cho em đó, con này là vỉ kẹp nhá. Vỉ kẹp cho em được chưa ạ? Nó đẹp tuyệt vời mặt trời các chị luôn. Hôm nay tặng các chị 30.000 thôi, 30.000 10 cái này. 345 này rồi, 345 này. Về mà tha hồ mà kẹp. Đấy, xinh lung linh chưa? Trời ơi, mỗi ngày một tạo hình luôn, được chưa nào? Đấy, 30.000 nữa các chị nhá. Tặng các chị đi kèm đơn thôi, bác nào có đơn đi kèm cái vỉ kẹp tóc này cho em này với giá 30.000 này. Đấy, 30.000 cho em về tha hồ mà dùng. 10.000 còn có làm 30 gọi là rẻ bèo rẻ bọt luôn, tha hồ mà dùng các chị ạ. Cái kẹp này nó đẹp lắm nhá. Ngoài kia người ta bán này, toàn 70-80.000 hàng trăm nghìn cái luôn các chị ạ. Rồi lên vỉ kẹp này cho em. Còn hôm nay này, bác nào mà có đơn trên 200.000 trở lên, nhà em sẽ tặng các chị một cái túi dây buộc tóc này. Một cái túi dây buộc tóc này bên trong nó có mấy trăm cái dây luôn lên luôn ấy. Đấy, mình có thể dùng mấy năm cho em cũng hết cái túi dây buộc tóc này đâu, ok chưa nào? Đấy, mẹ nào nhá, có đơn 200k trở lên nhà em sẽ tặng con này không đồng. Tặng một cái túi dây buộc tóc này không đồng này các chị này. Rồi ok Loan Phạm này, tặng một cái túi dây buộc tóc này không đồng cho mọi người. Quỳnh ơi lấy hộp bút đây chị xem còn màu gì em. Đấy, ok chưa ạ? Nên là chị nào mà đơn 200.000 trở lên, nhân viên nhà em mà nó gọi chốt đơn ấy, chúng nó có quên không báo các chị nào có vỉ có chị tặng được một cái túi dây buộc tóc không đồng ấy, thì là các chị nhớ nhắc nhá, nhớ bảo là chị đơn trên 200.000 trở lên là chị có một cái túi dây buộc tóc được tặng với giá không đồng đấy, thì để cho nhân viên nhà em nó cho mọi người nhá, sợ là đôi khi chúng nó quên. Đấy, ok nhá các chị nhá. Đấy, đơn 200.000 trở lên sẽ tặng các chị món này. Còn đây của bé trai đây. Ở đây em sẽ lên cho chị con đồng hồ này. À đây, em sẽ lên cho các chị kẹp tóc của mẹ này này. Ngoài kia người ta bán 100.000 con này, em thấy chúng nó chạy quảng cáo Facebook nó bán toàn trăm mấy một con thôi. Đấy. Rồi hôm nay em tặng các chị 30.000. Ai có đơn rồi lên kẹp tóc mẹ cho em. Đấy. Ai có đơn rồi muốn mua cái kẹp tóc mẹ này thì lên kẹp tóc mẹ cho em nhá. Không phải nhựa đâu các chị ơi. Đấy, không phải nhựa đâu ạ. À. Đây này. Đấy. Cái con này là size bé, mình có thể kẹp lửa đầu cho em đi, em tóc ngắn này, em kẹp con này size bé này. Con này em tóc ngắn nhá, em kẹp con này size bé này, em kẹp lửa đầu này. Rồi chị là tóc dài tóc nhiều này, kẹp con này hơi bị xinh luôn cho em. Rồi 30.000 nhá, kẹp mẹ cho em. Kẹp mẹ size bé này. Sao không xem được vậy chị ơi á? Nguyễn Thanh Huyền, nếu không xem được thoát ra ngoài xong vào lại nhé em nhá. Lút buộc tóc à? Cái này buộc tóc đây này á. Cái này ai mà đơn 200.000 trở lên thì chị tặng không đồng. Đấy. Chị tặng không đồng. Ok chưa nào? Đấy. Đây kẹp mẹ hình con bướm này, được chưa nào? Ai em xem được thì thoát ra vào lại giúp em nhá. Đây thì con bướm nhá, 30.000 thôi. Chị nào có đơn rồi mình nên kèm những cái món quà này em tặng vào làm quà cho con các chị và cho các chị. Với những ai có đơn đi kèm. Còn bác nào lên mỗi cái kẹp tóc này 30.000 là nhà em không có đi đơn đâu ạ. À. Ok chưa ạ? Đấy. Trời ơi đẹp tuyệt vời mặt trời được chưa? Đấy 30.000. Ai lấy kẹp mẹ nên kẹp mẹ cho em. Trời ơi con này em tặng quà các chị thôi. Chứ còn con này ai người ta bán 30.000 các bác ơi. Đấy, cái giá trả ai người ta nhập vào xong người ta bán ra cái giá đâu các chị ạ? Đấy, cái giá em nhập vào rồi. Đấy, em bán tặng các chị chơi chơi thôi. Còn nên con này cho em đó là đây, bé trai em có nha, bé trai em có đồng hồ. Đồng hồ Ben Ten, đồng hồ các kiểu cho em. Đấy. À dây này hả? Rồi, dây này ngày hôm nay mẹ nào có đơn thì bán tặng các mẹ là nhà chị bán con này đó là 10.000 một dây. Hôm nay ai có đơn thì bán tặng các mẹ là 10.000 một đôi, được chưa? 10.000 một đôi hai dây này. Bởi vì cái con dây này đấy nhập vào là gần 10.000 một gần 10.000 rồi. Gần 10.000 rồi. Đấy. Hôm nay mẹ nào có đơn thì đi kèm vào này, 10.000 một đôi nhá. Màu vàng này, màu hồng đậm này, màu xanh này. Đấy. Ba màu này. Đấy. Ok chưa nào? Còn con này này. Con hộp bút này là ok chưa? Đấy, ngoài hiệu sách người ta bán con này này, toàn 100.000 thôi. Hôm nay bán tặng các chị con hộp bút này với giá 55.000.
55.000 cho em, bán tặng thôi. Rồi làm bán tặng làm quà đi kèm thôi. Còn chẳng bao giờ em like một cái hộp bút để riêng đâu các chị ạ. Gồm một bộ e keo và thước kẻ đi kèm ở đây đấy các chị này, ok chưa nào? Đấy các chị ra hiệu sách mà xem, những cái hộp bút nào mà lốt đi kèm cả cái bộ e keo thước kẻ này có bao giờ người ta bán dưới 100.000 không các chị? Chẳng bao giờ người ta bán dưới 100.000 luôn cho em. Rồi lên con này cho em này, hộp bút này. Hộp bút 55k nhá các chị nhá. Kèm cả thước kẻ cho em này. Đấy, hộp bút 55k này. Đấy, ok chưa nào? Màu hồng này, màu xanh này. Xanh này trai gái đều có thể dùng được này. Đấy, và màu vàng này cho em này. Ok chưa? Đấy, màu vàng này cho em này. Đấy chưa? Mẹ lấy hộp bút trai, lấy hộp bút trai thì em mới cho chị màu xanh này này. Có e ke thứ kẻ cũng đây hết đàng hoàng. Còn con gái màu hồng, màu vàng, ok chưa nào? Đấy. Trời đẹp tuyệt vời luôn. Ai có đơn rồi đi kèm vào cho em. Đấy nhá, ai có đơn vào đi kèm vào cho em. Còn con dây buộc tóc này em mua về em bán tặng chơi chơi các chị thôi, còn tính ra con này là em bị lỗ đấy. Nhưng mà bị lỗ gọi là lỗ vài nghìn thì chả đáng kể các chị ạ. Đấy, tặng các chị đi kèm cho có đơn cho nó vui. Đấy, rồi ok lên con đấy cho em nhá. Ai có đơn đi kèm vào. Chị Yên Chiến ơi, chị lên hồng vàng là hộp bút hay là cái gì hả chị? Hồng vàng là cái gì em ơi? Đây, còn em nói luôn về con đồng hồ con trai này, em tặng cho chị con này thôi. Con này nó đâu đồng hồ nó chạy giờ đàng hoàng nhá. Rồi ok, hai đôi dây buộc tóc rồi. Một cái các chị ơi, một cái là 5.000 ok chưa ạ? Em tặng các chị là ít nhất là từ hai cái nhá. Vì thế hai cái dây này là 10.000. Và hai đôi là 4 cái thì là 20.000 cho em được chưa ạ? Đây các chị cứ ra ngoài chợ các chị xem người ta bán con này là bao nhiêu tiền một cái các chị nhá. Rồi, đây. Cặp đây, nhìn thấy chưa ạ? Đây nhá, đồng hồ con trai cho em và đồng hồ con gái cho em. Năm quà thôi, tặng các chị con đồng hồ này ngày hôm nay bao tiền 20.000. Có đồng hồ đàng hoàng chạy cho em đàng hoàng. Đây này nó có nút chỉnh giờ ngoài đây này. Vạch cái này ra, xong rồi rút cái chốt này ra, xong chỉnh giờ cho con, xong đóng cái chốt này lại là đồng hồ nó chạy các chị nhá. Đấy, lên con này cho em này, ai thích tặng đồng hồ đến đồng hồ cho em. Em nói luôn con đồng hồ này nhá, em tặng vào đi kèm cho các chị thôi. Em tặng vào đi kèm đơn cho các bác rồi nha các bác nhá. Ok chưa nào, chứ còn một cái đồng hồ này không 20.000 em chẳng thèm bán làm gì luôn. Bởi vì bán có cái nghìn nào đâu mà bán. Đấy này, con trai này, nhện đỏ cho em này. Ben then cam cho em này. Đấy. Ben then xanh cho em này, được chưa? Ok nhá, đấy. Siêu nhân xanh cho em này, đấy 20.000. Còn con gái này, công chúa này, bạch tuyết này, bạch tuyết hồng này, bạch tuyết tím này, có chỉnh giờ đàng hoàng các chị ạ. Hello Kitty xanh này. Đấy, tuyệt vời mặt trời chưa? Đấy, bạch tuyết hồng này. Trời ơi. Đấy, công chúa hồng cho em này, đấy. 20.000 đồng. Ai lấy đồng hồ lên đồng hồ cho em. Có giờ chạy đàng hoàng các chị nhá, chứ không phải là không có giờ chạy đâu, có giờ chạy đàng hoàng 20.000 đồng. Chết luôn rồi. Đấy. Đi kèm vào đơn cho em, ai có đơn rồi đi kèm vào đơn cho em được chưa nào? Đấy 20.000 đồng cho em. Chết cười ơi. Giờ đi ra bán mấy cái của này, trời đất ơi bán cái gì không biết. Đấy, vui không? Quá vui luôn các bác nhỉ, quá vui luôn cho em. Chị nào đơn trên 200.000 nhớ nhắc nhân viên nhà em. Nó tặng các chị cái túi dây buộc tóc này cho em nhá. Đấy. Tặng con này không đồng kèm vào đơn. Đơn trên 200.000 em sẽ tặng quà cho các chị luôn được chưa ạ? Cứ đơn 200.000 trở lên em sẽ tặng quà cho các chị luôn. Xinh lắm luôn. Đồng hồ 20k chị lấy cho chị Hảo Vũ Thị ơi, chị lấy cho con trai là con gái. Chị lấy cho con trai con gái đấy ạ. Em thấy cái này ở ngoài kia người ta bán gì nhỉ, 50.000 hay sao ấy. Người ta bán 50.000 hay sao ấy. Rồi ok. Rồi ok đấy. Cứ ai có đơn rồi lên kèm cho em mấy cái của này vào các chị nhá. Cái của này cái của đi tặng kèm theo con các chị thôi. Chứ còn cứ bán chắc gì đâu các bác ơi. Người ta bán cái phụ kiện này, người ta bán toàn lãi một đi đôi coi, em lấy về em tặng con các chị thôi. Thôi nghỉ hôm nay nghỉ lại ở đây đi. Rồi ok, cảm ơn các bác nha. Đấy. Nhớ nha. Ai có đơn rồi thì đi kèm vào thì nhớ nhắc nhân viên nhà em để nó tặng quà cho mọi người nha. Rồi ok, thank you mọi người nha. Em Hà xin nghỉ nay ở đây. Hẹn các bạn buổi tối sau nha. Bye bye.